Một mẫu máy giá rẻ mà lại được trang bị cả cản đồ họa rời nữa, mỏng nhẹ nhưng mà ít video review trên YouTube. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định sẽ lên video đánh giá chi tiết chiếc máy này Vostro 5391. Anh em hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Thịnh Vượng. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Có lẽ là nhiều anh em sẽ thắc mắc rằng tại sao năm 2024 rồi mà mình vẫn mang một chiếc máy line new đến đây để review cho anh em. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có giá của nó anh em ạ. Những chiếc máy line new thì nó sẽ có cái mức giá nó tốt hơn rất nhiều so với những chiếc máy full box. Và phù hợp với những anh em nào có tài chính hạn hẹp này, hay là mình muốn đầu tư ít thôi vào một chiếc laptop, tiết kiệm đi khoảng 5 đến 7 triệu gì đấy thì rất là phù hợp. Ok, quay trở lại với chủ đề chính, chúng ta sẽ đi đến thiết kế của em nó trước đã. Đây là một trong những phiên bản laptop doanh nhân thuộc dòng 5000 series của Dell, nên ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn vào thiết kế này là cảm giác sang trọng nó toát lên. Với mặt A và mặt C thì được thiết kế bởi nhôm nên mang lại cảm giác chắc chắn. Màu sắc thì mặt sau sẽ được phủ sơn bạc, còn mặt trước sẽ là màu đen xám, mang lại cái sự đối lập nhẹ nhàng, nhìn rất là vừa mắt và độc đáo. Và cái cân nặng cũng là một điều đáng chú ý ở trên chiếc máy này, khi nó chỉ nặng 1,2 kg. Và bên cạnh đó thì độ dày ở chỗ dày nhất chỉ là 1,8 cm, rất phù hợp với những anh em nào thường xuyên đi lại di chuyển này, hay là mình bỏ vừa ba lô để mình mang đi làm việc mọi lúc mọi nơi. Cụm bản lề của máy được hoàn thiện khá là chắc chắn, dạng bản lề đôi cùng cái dải cao su để kê thân máy lên. Đây là dạng bản lề Eucalypt nên sẽ giúp máy mát hơn, tản nhiệt tốt hơn trong quá trình mình làm việc. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cổng kết nối của máy. Mặc dù đây là một chiếc máy mỏng nhẹ nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản để anh em sử dụng. Ở phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng sạc chân kim nhỏ này, một cổng HDMI anh em xuất ra màn hình ngoài hay máy chiếu dễ dàng, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort xuất hình, một khe thẻ micro SD. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có một khe USB A và một jack tai nghe kim micro 3.5mm. Về số lượng cổng kết nối như vậy thì mình thấy đã đủ rồi. Nếu như anh em sử dụng nhiều thiết bị ngoại vi hơn ấy, thì mình hoàn toàn có thể cắm thêm một cái hub để mình cắm thêm những cái thiết bị ngoại vi sử dụng. Ok, một cái điểm nữa mà mình cực kỳ thích ở trên chiếc máy này đó chính là chúng ta có một cái lẫy cao su to bản ở mặt sau này. Khi mà anh em mở máy lên ấy, thì tránh cái hiện tượng là thân máy tiếp xúc trực tiếp với bàn gây xước xác trong quá trình sử dụng. Khi mà mở máy lên chúng ta sẽ có một chiếc màn hình cực kỳ xịn sò với công nghệ viền màn hình siêu mỏng Infinity Edge, tạo cảm giác sang trọng, sexy hơn cho em nó. Cả ba cạnh viền thì đều khá là mỏng, cạnh trên sẽ được tích hợp một webcam độ phân giải HD và micro trái phải để các bạn có thể đàm thoại hay video call tốt. Về các thông số cụ thể của màn hình như sau. Chúng ta sẽ có kích thước là 13.3 inch, độ phân giải Full HD, độ sáng ở mức khá 300 nit, độ chuẩn màu là 72% sRGB. Mặc dù là những cái thông số nó không quá ấn tượng nhưng mà khi mà mình sử dụng trải nghiệm thực tế thì hình ảnh cho ra vẫn khá là sắc nét, chân thực và sống động. Bên cạnh đó thì tấm nền màn hình này là tấm nền IPS và được phủ một lớp chống chói, nên khi anh em sử dụng ấy, trong những cái môi trường ánh sáng mạnh như là ngoài trời này hay là các studio thì máy vẫn cho cái hình ảnh nó sắc nét, nó chân thực nhất. Ok, tiếp đến là chúng ta sẽ đi vào touchpad và bàn phím của máy. Kích thước bàn phím và touchpad của máy thì tương đối hợp lý với thiết kế toàn bộ thân máy. Kiểu bàn phím của dòng Inspiron với độ flex ít khi thao tác, phím bấm đẩy, độ phản hồi tốt và không hề sai lệch khi gõ văn bản thực tế. Cùng với phần chiếu nghỉ tay to sẽ giảm tối đa cái cảm giác mỏi tay khi mình sử dụng máy trong cái thời gian dài. Các phím có kích thước vừa vặn, có đèn nền 3 cấp độ, dễ dàng tùy chỉnh và phục vụ nhu cầu làm việc trong môi trường đêm tối. Về cái trải nghiệm touchpad ở trên chiếc máy này ấy, thì ban đầu khi mà nhìn vào nó khá là đẹp mắt bởi vì được cắt CNC rất là tỉ mỉ này. Cái điều này mình chỉ thấy ở trên những chiếc touchpad của XPS mà thôi. Và khi mà mình thao tác checking này, chuột trái phải nó cũng khá là mềm mại, nó không gây ra tiếng ồn quá lớn. Và vuốt ấy, thì cũng khá là mượt mà, thao tác 2 hay 3 ngón tay đều rất là mượt anh em ạ. Thế còn trải nghiệm về loa và thời lượng pin của máy thì sao? Với một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ thì mình không quá kỳ vọng vào loa của chiếc máy này, nhưng mà mình vẫn muốn là mở thử một đoạn nhạc cho anh em nghe nhé. Thực
Thực tế khi mà mình nghe thì không biết là anh em có nghe rõ không, âm chép khá sáng, âm bass thì nó không sâu lắm bởi vì đây là một chiếc laptop nó khá là mỏng, không có nhiều không gian để tạo cái loa cho cái âm bass nó nổi lên. Nhưng mà khi mà mình sử dụng để nghe nhạc, xem phim hay là đàm thoại, video call thì nó vẫn đủ đáp ứng với cái mức âm lượng nó vừa phải. Còn về thời lượng pin của máy khi mà mình sử dụng thực tế, nó có thể lên đến 4 hoặc 5 tiếng. Mình nghĩ rằng với một chiếc máy cũ như vậy là đã ổn rồi. Ok, cuối cùng là về hiệu năng và cấu hình của máy. Với một chiếc MacBook thì chúng ta cũng không mong đợi quá nhiều về một cái con chip hát hiệu năng cao hay là cản đồ họa rời nó quá mạnh, đúng không nào? Cấu hình của nó thì vẫn đủ đáp ứng những cái tác vụ cơ bản cho đến thiết kế đồ họa 2D của anh em. Hiện tại thì chiếc Voltro 5391 mình đã có trên tay sở con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 10 với 8GB RAM và ổ cứng là 512GB, cùng với đó là cản đồ họa rời MX250. Cấu hình này thì không quá mới nhưng nói chung vẫn ổn định. Khi mà mình sử dụng thực tế những ứng dụng như là Word, này, Excel, PowerPoint, các ứng dụng văn phòng thì máy sử dụng rất là mượt mà, có bật 2-3 chục tab Chrome thì nó vẫn hoạt động được. Thực tế hiệu năng khi chạy Photoshop mình cũng đã test thử cho anh em, với chỉnh sửa hình ảnh khá nhẹ nhàng, những cái thao tác cắt ghép, chỉnh màu khá là mượt, nói chung là máy hoàn toàn có thể đáp ứng được. Còn với CapCut PC thì khi mà mình sử dụng để dựng hình này, những cái video nó ngắn thôi khoảng 1-2 phút thì máy cho thời gian render khá là nhanh, những cái thao tác khi mà mình replay nó cũng không hề bị giật lag. Nói chung trong cái tầm giá 10 triệu để anh em có thể kiếm được một chiếc Ultrabook có cản đồ họa rời để thiết kế đồ họa 2D ấy, thì nó khá là khó. Tuy nhiên thì hiện tại mình đã có trên tay ở đây, anh em có thể tham khảo. Nó vẫn khá là ngon để anh em sử dụng khoảng vài năm nữa để mình thiết kế đồ họa 2D. Bên cạnh đó thì làm những cái tác vụ văn phòng nó rất là tiện. Với trọng lượng chỉ 1,2kg này, thời lượng pin sử dụng liên tục khoảng 4-5 giờ và cái độ mỏng của nó chỉ là 1,8cm thôi. Thiết kế vỏ nhôm nữa khá là sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng từ học sinh, sinh viên đến anh chị doanh nhân. Ok, đây là video đánh giá về chiếc Voltro 5391 của mình. Anh em thấy video này sao? Có hữu ích không? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần comment nhé. Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm về chiếc máy này, có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả hoặc ghi comment, mình sẽ gắn ở đấy. Hiện tại thì laptop Thịnh Vượng vẫn đang có chương trình ưu đãi trước Tết đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2024, tặng quà lì xì tiết lên đến 1 triệu đấy. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video đánh giá tiếp theo.